Nhìn kìa, bố mẹ có một buổi trình diễn trang phục cho chúng em. Mình là một trái táo đỏ, mình thật là bông. Có thể ăn ngay ở đây, đi về phía trước nào. Mình là quả chuối này, bữa ăn của bạn đó. Ngon không nào bạn, đừng quên bóc vỏ nhé. Bọn tôi chung nhau ở đây, giòn và ngọt lắm. Hơn tất cả kẹo ở đây, chúng tôi mời các bạn. Bọn tôi giàu tay ở đây, chúng tôi có hạt giống. Chính xác rất bông nè, với rất nhiều niềm vui. Mình quá cam, sắc cam, giúp bạn khỏe mạnh hơn. Bạn có thể ăn hết hoặc nhai một lát thôi. Mình là dưa hấu tròn, thực sự ngon ngọt lắm. Bạn sẽ rất thích ăn, chỉ cần nhổ hạt thôi. Con có thể ăn bánh quy không? Không. Con có thể ăn burger không? Không. Con có thể ăn pizza không? Không. Con có thể uống trà sữa không? Không, 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 không. Ôi mẹ này, mẹ này, nhìn vào bụng này mẹ. Nó chẳng còn gì, hãy cho con ăn gì ngon. Ôi mẹ này, nhìn vào bụng này mẹ. Nó chẳng còn gì, hãy cho con ăn gì ngon. Con có thể ăn? Không. 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 Con có thể ăn? Không, 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 không. Con có thể ăn bánh không? Không. Lấy chút sữa, thêm chút đường nè, đặt nó vào máy xay và... Không, không, không. Lấy một lát bánh mì, cho ít mứt, thêm phô mai. Không, 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 không. Ôi mẹ này, nhìn vào bụng này mẹ. Nó chẳng còn gì, hãy cho con ăn gì ngon. Ôi mẹ này, nhìn vào bụng này mẹ. Nó chẳng còn gì, hãy cho con ăn gì ngon. Con có thể ăn? Không. 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 Con có thể ăn? Không, 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 không. Mẹ, mẹ ơi, bụng con đói, cho con ăn ngon, ngon, ngon. Mẹ rồi con thức dậy, rồi bắt con tắm rồi. Giờ lại thì đến trường, mỗi ngày như mỗi ngày. Lên xe buýt của trường, chẳng hề biết đánh nhau. Học bài hết tất cả, dọn dẹp hết cả phòng. Bài tập làm hết rồi, đã viết xuống ABC. Giữ gìn đồ chơi này, mẹ đã dạy con. Ôi mẹ này, nhìn vào bụng này mẹ. Nó chẳng còn gì, hãy cho con ăn gì ngon. Ôi mẹ này, nhìn vào bụng này mẹ. Nó chẳng còn gì, hãy cho con ăn gì ngon. Con có thể ăn? Không. 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 Con có thể ăn? Không, 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 không. Con có thể ăn một ít rau dền không? Ngủ ngon nhé em, trên cành cây xanh kia. Và gió thôi nhé, chiếc nôi sẽ đu đưa. Cành cây gãy đi, nôi này sẽ rơi xuống. Ồ chẳng có sao, chiếc nôi sẽ không sao. Ngủ ngon nhé em, nôi này xanh lá cây. Cha là đức vua, mẹ cũng là nữ hoàng.
người phụ nữ xinh mang một chiếc nhẫn sang, và tay trong Johnny đánh trong cùng vua cha. Ngủ ngon nhé em trên cành cây xanh kia, và gió thôi nhé chiếc nôi sẽ đu đưa. Cành cây gãy đi nôi này sẽ rơi xuống, ồ chẳng có sao chiếc nôi sẽ không sao. Ngủ ngon nhé em, nôi này xanh lá cây, cha là đức vua, mẹ cũng là nữ hoàng, người phụ nữ xinh mang một chiếc nhẫn sang, và tay trong Johnny đánh trong cùng vua cha. Xì hơi. Ba ơi con không có xì hơi, ba ba anh ấy đã xì hơi. Ba ơi con không có xì hơi, ba 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 cô ấy đã xì hơi. Ba ơi con không có xì hơi, ba 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 hai đứa nó xì hơi. Ba ơi con không có xì hơi, ba 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 à, anh ấy xì hơi nè. Không, không. À chị ấy xì hơi không, nè. Không. À tụi nó xì hơi mà. Không, không. Ai đã xì hơi nào? Anh đã xì hơi nè. Không, chị đã xì hơi nè. Không, hai đứa đã xì hơi nè. Không, ai đã xì hơi nào? Quá đủ rồi. Quá đủ rồi, quá đủ rồi. Ai đang ở đó xì hơi? Nhưng con không có xì hơi, ba ba ba. Con đang xì hơi đó. Vâng, con xì hơi. Ba thầy ta cho em nè, hay ta làm thay đồ ba ba. Mẹ thầy ta cho em nè, hay ta làm thay đồ mama. Ba thầy ta cho em nè, hay ta làm thay đồ ba ba. Mẹ thầy ta cho em nè, hay ta làm thay đồ mama. Thay đi thay đi thay ta ba ba, con thay rất ư rất ư khó chịu. Thay ta đi nào ba ba, con thay khó chịu với ta con nè. Thay đi thay đi thay ta ba ba, con thay rất ư khó chịu. Thay ta đi nào ba ba, con thay khó chịu với ta con nè. Ai đang ở đó xì hơi? Ba ơi con không có xì hơi, ba ba anh ấy đã xì hơi. Ba ơi con không có xì hơi, ba 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 cô ấy đã xì hơi. Ba ơi con không có xì hơi, ba 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 hai đứa nó xì hơi. Ba ơi con không có xì hơi, ba ba ba. Quá đủ rồi, quá đủ rồi, quá đủ rồi. Con đã xì hơi, mang cho con thêm tà đi nào ba ba. Con đã y rồi này ba ba, mang cho con thêm tà đi nào ba ba. Con còn một cái tà ba ba. Ba ba không có tà đâu, ba ba sẽ mua ngay đây. Mang cho con nhiều tà thơm, chẳng sao đâu, là xì hơi. Nhìn kia, năm chú vịt con ngộ nghĩnh. Quạc 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 bơi xuống khúc gồ kia. Quạc 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 âm thanh ấy ồn ghê. Quạc 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 chúng hát hay và ghê. Quạc 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 nó đã hiểu rồi ừ. Những chú vịt đi và kêu quạc chúng bơi quanh vòng quanh. Những chú vịt đi và kêu quạc chúng hát một bài thật hay. Những chú vịt đi
và kêu quạt chúng hát một bài thật hay. Và kêu quạt chúng bơi quanh vòng quanh những chú vịt đi, và kêu quạt chúng hát một bài thật hay. Hãy nhìn bé ngủ. Hãy để tôi hát một bài hát để bé yêu có những giấc mơ ngọt ngào nhất. Nào em bé nhỏ trắng đôi một lời, mẹ mua cho em chú chim nhại này. Và con chim đó không hót một lời, mẹ mua cho em chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương đó biến ra đồng thau, mẹ mua cho em cái gương để soi. Và cái gương đó đã vỡ mất rồi, mẹ mua cho em chú dê thật ngầu. Và nếu con dê không kêu em đi, mẹ mua cho em chiếc xe bò này. Và chiếc xe đó cho em chú cho Rover. Và Rover đó chẳng xua một lời, mẹ mua cho em chiếc xe ngựa này. Và chiếc xe đó ngã xuống nơi đây, bạn vẫn sẽ luôn bé con ngọt ngào. Hãy nhìn những đứa trẻ đang ngủ. Hãy để tôi hát cho chúng nghe một bài hát. Nào em bé nhỏ trắng nói một lời, ba mua cho con chú chim nhài này. Và con chim đó không hót một lời, ba mua cho con chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương đó biến ra đồng thau, ba mua cho con cái gương để soi. Và cái gương đó đã vỡ mất rồi, ba mua cho con chú dê thật ngầu. Và nếu con dê không kéo em đi, ba mua cho con chiếc xe bò này. Và chiếc xe đó nếu nó lắc lư, ba mua cho con chú cho Rover. Và Rover đó chẳng xua một lời, ba mua cho con chiếc xe ngựa này. Và chiếc xe đó ngã xuống nơi đây, bạn vẫn sẽ luôn bé con ngọt ngào. Hãy nhìn mẹ và ba đang ngủ. Hãy để tôi hát một bài cho ba mẹ nghe. Nào ba với má chẳng nói một lời, con sẽ mua cho chú chim nhài này. Và con chim đó không hót một lời, con sẽ mua cho chiếc nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương đó biến ra đồng thau, con sẽ mua cho cái gương để soi. Và cái gương đó đã vỡ mất rồi, con sẽ mua cho chú dê thật ngầu. Và nếu con dê không kêu chúng ta, con sẽ mua cho chiếc xe bò này. Và chiếc xe đó nếu nó lắc lư, con sẽ mua cho chú cho Rover. Và Rover đó chẳng xua một lời, con sẽ mua cho chiếc xe bò này.
ngủ ngon mẹ yêu. Chúc ba ba ngủ ngon.